Dũng, Dũng. Facebook. Facebook. Cái miếng này nó khó chịu chứ còn có luôn á. Trận chung kết đội dung đôi nam U12 giữa ba người Hàn Quốc và một người Việt Nam, ba vận động viên Hàn Quốc, một vận động viên Việt Nam. Đó, trực tiếp. Hết. Em quay bằng cách này mà, nếu có lưới là em quay bằng cách này mà, Facebook vậy mà, khỏe lắm. Hả? Lâu lắm, lâu lâu. Nè, rất là rõ, rất là gọn nữa. Rõ lắm. Toàn sân luôn, tại vì dưới miếng này, miếng cái lưới này nè, không rõ dữ lắm. Kéo này qua miếng này xong. Thấy chưa? Không được, vô không được. Không được. Sẽ được. Đúng rồi, hết rồi. Thấy được hết sân luôn rồi. Nó kiếm những cột này mới được. Một hết rồi. Bao nhiêu tỷ số nhiều? Tỷ số nhiều. Rồi được rồi. Số nhiều à? Tỷ số phát bị dẫn 1-0. Ba Hàn Quốc khách luôn.
thoải mái đi con. Biết tao bỏ kệ đi, biết tao bỏ thôi, quýnh thoải mái đi, quýnh để mày kệ đi, thua không được không sao đâu. Ba người Hàn Quốc hết mà, con mình con Việt Nam mà còn phải chịu à. Đánh thoải mái đi, kệ. Lên giành banh hết luôn, 1-2 luôn. Đúng rồi, đúng rồi, quýnh thoải mái đi. Chứ giờ con đứng dưới là quýnh quăng này này quýnh hư à. Thằng này quýnh hư là cũng thua à. Đúng rồi, giành luôn. Ừ. Sao con? Thôi con, thoải mái không? Do ba vận động viên Hàn Quốc, có mình phát là Việt Nam. Thì chắc chắn là Hàn Quốc sẽ cho hai đội kia vào chung kết. Giống như chung kết vô địch. Do là Pháp Việt Nam đứng Hàn Quốc thì cặp đôi đối diện cũng là Hàn Quốc. Khó cho Pháp lấy được vô địch. Đánh đi con, giành hết luôn con. Giành thoải mái 1-2 vậy. Hay không? Nó cũng vô chết ngay. Do con này thả thôi. Sao con? Cứ lên đứng sát lưới luôn, chơi luôn. Được ụp ăn rồi, đừng cho qua tay này. Qua này này cố tình hư chắc luôn. Hay. Đúng rồi đó con, tập trung vô. Đúng thả luôn. Thả lộ liễu luôn. Hừ. Chàng hay không? Cố lên, quýnh thoải mái đi. Dán dành banh nhiều vô, tự mình đánh luôn. Hay không? Còn đứng sát lưới lên nó ngộp luôn.
đừng lơ lơ lả đàn này hoài. Có đứa sát sát là nó sợ liền, nó sợ tự động cái kia nó hư hả. Thôi kệ nó, đã mình biết chấp nhận một một đánh ba rồi, mình đã chấp nhận một đánh ba rồi, mình nhằn để làm cái gì? Không thôi thua nghỉ, mình đã chấp nhận rồi. Tôi biết ta thả rồi, mình cố gắng quýnh thôi. Đúng là hai con, hai con đó, đúng vậy đó, cố gắng đi vậy đó, mình tập cho quen. Rồi, tập cho quen con, không gì đâu. Phát đang nỗ lực, trận đánh này coi như một mình Phát phải chịu. Như xin lỗi người hâm mộ Phát Kendo, nói chung cũng đã nỗ lực hết mình, nhưng sau ba vận động viên Hàn Quốc và chỉ có một mình Việt Nam thì cặp đôi Hàn Quốc chắc chắn sẽ du lịch, thì mình sẽ xin là ngưng, mình sẽ không quay Facebook nữa, bởi vì trận đấu này sẽ diễn ra không hay, sẽ thua, Hàn Quốc sẽ vô địch. Cảm ơn những người đã ủng hộ cho Phát. Mình xin được dừng Facebook.